Sau khi tuyến đường Phan Văn Hân thuộc phường 17 quận Bình Thạnh được nâng cấp mở rộng thì cũng là lúc người dân sống hai bên đường phải kêu trời do nhà thấp hơn mặt đường cả mét. Người dân muốn vào nhà thì luôn phải cúi mình và gặp rất nhiều khó khăn như thế này. Công trình được hoàn thành sau 3 tháng thi công, tuyến đường được kỳ vọng sẽ giúp người dân thuận tiện đi lại. Nhưng những kỳ vọng đó không được như ý muốn. Hàng chục hộ dân sống hai bên tuyến đường giờ đây đều chung cảnh ngộ, sống dưới hầm cùng với cái nắng gay gắt cũng như khói bụi luôn tràn vào nhà. Dạ, nói chung là nó khó khăn lắm anh. Hồi trước á, thì cái mặt nền đường nó bằng với cái nền nhà thì mình đi ra đi vô rồi nó dắt xe lên xuống nó thuận tiện. Còn giờ nền nó cao quá, đi lên xuống khó khăn, nhà cũng có người già nữa. Đi đứng cũng hiện tại cũng khó khăn rồi, mà bây giờ cái nền nó cao quá, đi lên đi xuống cũng khó. Khó khăn đi lớn tuổi rồi, thì cũng lên xuống khó khăn rồi, chân cẳng cũng đau. Tại căn nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Nga, độ cao nhà bà Nga đo được hơn 1m1. Gia đình bà cũng có người lớn tuổi, muốn lên xuống luôn cần phải có người dìu lên. Cũng từ khi nhà thấp hơn đường, nhà bà cũng chuyển đồ lên sinh hoạt trên sân trước do nhà quá nóng. Có chứ thì nóng được, cái đường nó hất vô nóng mỗi lần phải che đó. Rồi chiều là nó bắt dở ra, nó đâu có cho để vậy đâu. Ban ngày thì trưa thì nó cho che đỡ, rồi chiều nó cuốn vô. Có nhà phải xây hẳn nhiều bậc tam cấp để leo lên, nhưng cũng có nhà vì chưa có kinh phí, đành phải dùng tạm chiếc ghế làm vật lên xuống. Chính vì thế, cuộc sống của người dân trở nên khó khăn hơn. Chưa kể mỗi khi mưa xuống, đặc biệt là chiều cường, thì nỗi lo nhà ngập lại nhân lên gấp đôi, không biết cách nào để có thể thoát nước. Nhà mưa lớn á, thì nó ngập vô, thì nước nó ăn cũng ăn chân vậy đó, thì cũng là chính quyền á, giúp đỡ, nâng nền lên. Không những tôi mà các tổ viên, mà các hộ trong tổ của tôi đều mong muốn là chính quyền giúp đỡ cho về vấn đề giấy phép xây dựng cho nhanh hơn, để đường xá được khang trang hơn và mùa mưa sắp tới sẽ không bị cảnh ngập lụt. Đa phần các hộ dân ở khu vực đều có hoàn cảnh khó khăn. Trước mắt, họ mong muốn được hỗ trợ kinh phí để nâng nhà bằng mặt đường, không chỉ thuận tiện cho việc đi lại mà còn kinh doanh buôn bán.